Chiều nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố với các quận huyện để sẵn sàng các biện pháp ứng phó với bão số 9. Cùng dự có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên. Hiện nay bão số 9 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp với cường độ mạnh và vùng ảnh hưởng rất rộng. Để chủ động ứng phó với bão, thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng các phương án, trong đó tập trung tuyên truyền rộng rãi về công tác phòng tránh bão đến người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo không còn phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm trên biển, neo đậu an toàn hơn 1.500 tàu thuyền tại Âu Thuyền Thọ Quang, Vịnh Mân Quang, sơ tán hơn 52.000 nhân khẩu tại các quận huyện, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tại các công trình xây dựng và đảm bảo thoát nước, chống ngập lụt trên địa bàn. Sau khi nghe báo cáo từ các thành viên ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị các quận huyện cần tập trung đảm bảo kịp thời công tác sơ tán người dân đến nơi an toàn, gấp rút khắc phục khó khăn, hoàn thành các công tác ứng phó với bão lần này, lưu ý hạn chế đến mức tối thiểu các tai nạn đáng tiếc do mưa bão gây ra trên địa bàn. Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị trước tình hình bão số 9 diễn biến phức tạp, các quận huyện phải đặc biệt lưu ý đến vấn đề di dời, sơ tán người dân ở những nơi có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Mọi công tác di dời, sơ tán phải được hoàn thành trước 19 giờ tối nay. Công chí cho về triển khai cái việc di dân ở các nơi có nguy cơ cao. Tôi không cần phải liệt kê lại là nơi nào có nguy cơ cao, mà công chí phải tự đánh giá lại là những nơi nào có nguy cơ cao là phải di dời dân hết. Chứ không phải chỉ lý thuyết là trong văn bản nói rằng là lồng bè trên tàu nhé. Tôi nhắc lại là công chí phải kiểm tra đánh giá là nơi nào có nguy cơ cao. Tiến hành triển khai cái việc di dời dân ở các nơi có nguy cơ lên nơi tránh trú an toàn. Thì nơi nào có nguy cơ cao công chí là người phải kiểm tra đánh giá. Thời điểm hoàn thành thì tôi đề nghị là trước 19 giờ tối hôm nay. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị ngay sau cuộc họp này, tất cả các đơn vị và lực lượng phải rà soát, kiểm tra lại tất cả các công tác phòng tránh bão, nhất là ở các công trình xây dựng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đề nghị Sở Xây dựng phải có biện pháp xử lý đối với các công trình vi phạm và yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phải cam kết chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hậu quả. Sau cuộc họp này, công chí tiếp tục đi kiểm tra, đánh giá lại về các cái công tác phòng chống. Nhất là tôi thấy không an tâm ở các công trình xây dựng, thì tôi thấy các nguyên vật liệu ở các công trình xây dựng cao tầng, để đảm bảo cái việc đấy, công chí hình dung hiện nay rất nhiều nhà cao tầng mà không có cửa nào mà gió nó lùa như thế, nó lùa nguyên vật liệu và nó bay đi, thì công chí hình dung là nó sẽ nguy hiểm như thế nào. Nên tôi đề nghị là công chí phải tiến hành cái việc kiểm tra đánh giá và có cái biện pháp xử lý, nơi nào không thực hiện phải có cái biện pháp xử phạt và yêu cầu cam kết nếu để xảy ra hậu quả phải chịu trách nhiệm. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý, tại các nơi tránh trú cho người dân cần sẵn sàng các phương án dự phòng trong trường hợp mưa bão kéo dài, đảm bảo các điều kiện an toàn cho người dân trú ẩn sinh hoạt. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian hiện nay rất gấp rút, chính vì vậy các đơn vị phải đẩy nhanh hoàn thành các công tác phòng tránh bão và sẵn sàng ứng phó, không để xảy ra sai sót, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.